đánh lái và trả lái thì luôn luôn nó cũng là một cái điều rất bình thường, nhưng nó là rất là cơ bản. Tuy nhiên thì việc mà các thầy dạy cho chúng ta ứng dụng cái việc đánh lái trả lái như thế nào thì ở video này mình sẽ trả lời các bạn điều đó. Đây tôi đang ở trong một cái khu đô thị Zuman Plaza, khá đẹp. Đây là tòa nhà Hải Phát, một cái địa điểm gọi là trong những cái khu này mà chúng ta có thể tham minh rất là đẹp. Đấy, ok. Và cách đánh lái như thế nào thì ở đây trợ lý sẽ quay cho mình. Đây, trợ lý ngồi bên cạnh tôi. Chào trợ lý nhá. Rồi, và chúng ta đang đi tiến thẳng vào khu đô thị. Một chúng ta quay đầu nhá. Cách quay đầu chúng ta mở rộng vòng cua ra này. Ok. Chúng ta tìm một cái vị trí rộng rãi để chúng ta đánh lái. Rồi ok. Ở video này thì mình nói là chúng ta không nói dài dòng nữa, mà chúng ta đánh lái ứng dụng bởi việc đánh lái đây. Chúng ta đi thẳng như thế này thì tuy nhiên là những cái cung đường này thì vẫn có một số người đi qua lại. Chúng ta sẽ bắt đầu đánh lái như sau. Chúng ta không đánh võng nhé, mà đây là chúng ta bổ trợ cho cái việc đánh lái đây. Chúng ta vẫn để tay 3 giờ 9 giờ, chúng ta bắt đầu xoay đèn lái này. Anh em nào mà mới tập xe đấy, và chúng ta đón nhận mũi xe này. Đấy, đánh hình chữ S không? Đấy, đến đây chúng ta tiếp tục dùng chân phanh này, chúng ta nhả từ từ này, chúng ta quay đầu xe này. Đấy, mũi xe chúng ta vật vào đây đúng không? Đến đây chúng ta thấy khuất vỉa này, chúng ta lại cùa. Các bạn cảm thấy như đánh hình chữ S không? Rất dẻo tay này. Nhưng mà phải quan sát cả bên đường người đi đường nhá, vì cái chỗ này nó cũng chưa thật sự là quá vắng đâu. Mình không khuyến khích đi cái này, nhưng mà đấy, các bạn tập hình chữ S này rất là hay. Và cái tay của mình rất là thuận này. Cái này các bạn nhìn thấy không? Thuận. Tất nhiên chúng ta sẽ nhìn sang các cái góc bên cạnh bên kia. Đúng chưa? Chúng ta nhìn như thế này đúng không? Chúng ta nhìn như thế này đúng không? Thì chúng ta tiếp tục đi này. Đấy, hỗ trợ này, đánh lái này, bắt chéo tay ra nhá. Mình không thích cái đủn vô lăng đâu nha, mình rất là dị ứng với các bạn đây này. Nhìn này, bắt chéo tay này, cách bắt chéo này, đến đây đúng không, vướng hông này, chúng ta tiếp tục xoay tay lái này. Đấy, cái này rất nhiều các YouTuber dạy rồi, giờ các thầy đã dạy các bạn rồi. Chúng ta thấy chưa, di chuyển cái tay của tôi này, mũi xe này, hình chữ S này, rất dẻo dai. Chúng ta quan sát đường có một xe máy, chúng ta dừng lại này. Khu này cũng chưa hoàn toàn là vắng đâu nhá. Ok. Thế thôi, chúng ta mà mới tập thì chúng ta sẽ tìm một cái chỗ mà không có người đi lại, chúng ta đánh lái như thế này. Không khuyến khích đi kiểu đánh võng như thế này đâu nhá. Mà đây là gọi là tập cái hình chữ S này, các bạn làm vài vòng như thế này thì xin lỗi các bạn là các bạn ngon luôn, đánh lái của các bạn mượt mà lắm. Đây này. Đây là cái cách mà tôi